Chúng mình tiếp tục với bài thứ hai. Ở bài thứ hai, cho các con câu mở đoạn và yêu cầu con hãy viết tiếp để hoàn chỉnh đoạn văn. Câu mở đoạn, phần giới thiệu chung, bao quát chung, nêu nét chung. Ở đây, cô đưa cho các con câu: chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Như vậy, ý mà các con cần khai thác ở đây đấy là vẻ đẹp của chú gà trống. Nó có bộ mã bên ngoài đẹp và con cần phải khai thác như thế nào? Các con theo dõi phần hướng dẫn của cô. Với câu mở đoạn là gà trống đẹp, con có thể thêm các chi tiết để thấy được chú gà trống này đẹp. Đó có thể là miêu tả về thân hình của nó phải vạm vỡ và trông ra dáng một con nhà võ. Đây vừa là câu so sánh, vừa là câu đang xem thêm cảm nhận của con. Con có thể lựa chọn miêu tả về bộ lông. Đây là một phần rất quan trọng bởi bộ lông gà trống rất riêng biệt. Nó rất rực rỡ về màu sắc. Nó khác hẳn với lũ gà mái chỉ mặc chiếc áo giản dị màu nâu hoặc pha chút màu trắng thôi, thì gà trống lại được đan xen những màu sắc sặc sỡ. Cụ thể đó là những màu gì? Các con lựa chọn và khai thác từ màu lông cổ, lông cánh, đặc biệt không thể bỏ qua, đấy là bộ lông đuôi vung lên để thể hiện sự hãnh diện của chú gà trống khi sở hữu bộ lông này. Con có thể miêu tả, ví dụ, bộ lông cổ thì đỏ lửa và pha chút xanh biếc, lông cánh thì đen ánh pha nâu, còn lông đuôi thì cong vông màu mận chín pha xanh. Màu sắc không đơn điệu và đơn độc, nó luôn luôn được đan xen các sắc màu khác nhau. Đấy cũng là điểm mà các con cần lưu ý để tái hiện được một bộ lông sặc sỡ sắc màu. Để miêu tả một chú gà trống đẹp, ta còn có thể lựa chọn cặp giò. Cái cặp giò chắc nịch và cao. Con cũng có thể lựa chọn được thứ vũ khí lợi hại của gà trống, đó chính là cựa. Cái cựa dài cũng chính là vũ khí để gà trống chiến đấu với những chú gà trống hung hăng khác. Và với câu kết đoạn, con có thể chốt lại phần mà ta vừa khai thác bằng cách đưa ra nhận xét về chú gà trống ấy. Vậy là với câu mở đoạn này, con đã biết cách để lựa chọn các chi tiết cho phù hợp, sao cho toát lên được vẻ đẹp, và đừng quên câu kết đoạn. Tả ngoại hình cũng là cách mà chúng ta phải chú ý về từ ngữ và hình ảnh. Thì tả hoạt động các con còn phải chú ý hơn bởi đây là những động từ. Những động từ này con phải lựa chọn sao cho phù hợp với từng đối tượng. Các con vật mà con miêu tả có những con dễ thương, hiền lành, có những con hung dữ, có loài bay, loài bơi, loài trên mặt đất, loài nuôi trong nhà vân vân. Và mỗi một sự khác biệt ấy đòi hỏi con phải tìm hiểu rõ về đặc tính của loài. Con hãy tìm hiểu và cung cấp thêm kiến thức cho mình thông qua sách, báo, tìm hiểu trên mạng để con biết rõ về loài ấy, con mới miêu tả được về hoạt động. Và nếu con chưa bao giờ thì con đừng miêu tả bởi con sẽ không hiểu về đặc tính của loài để toát lên miêu tả. Thế nên con cần tìm hiểu trước khi miêu tả nhé. Ở phần xây dựng miêu tả hoạt động, cô lựa chọn bài thứ nhất để miêu tả vẫn là hình ảnh của những chú gà. Còn hình ảnh của những chú gà xóm tôi được tác giả miêu tả như thế nào? Các con cùng theo dõi bài học với cô. Chúng mình cùng đọc bài nhé. Những chú gà xóm tôi. Chợt, con gà trống ở phía nhà bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Nó nhón từng bước oai vệ, ức cứ ưỡn ra đằng trước. Bị chó vệ đuổi, nó bỏ chạy. Đột ngột, nó quay lại nện cho chó vệ một đá vào đầu, rồi nhảy phóc lên nóc chuồng trâu đứng nhìn, tỏ vẻ phớt lờ. Nó nổi gánh như thách thức. Tao không sợ ai hết. Sau gà nhà anh Bốn Linh, gà ông Bảy Hóa gáy theo. Con gà của ông Bảy Hóa hay bới bậy. Nó có bộ mã khá đẹp, lông trắng, mỏ búp chuối, mào cờ, hai cánh như hai vỏ chai úp.
Nó đến chỗ bời tre mời bạn gà mái theo nó để nó đãi giun. Bới được con giun nào, nó lấy mỏ kẹp vào giữa đất, kêu tục tục mời bọn gà mái đến chơi. Bọn này vừa xô đến, nó đã nuốt chực con giun vào bụng. Sau gà ông Bảy Hóa, gà nhà bà Kiên nổi gáy theo. Gà bà Kiên là trống gà tơ, lông đen, chân chì, có bộ giò cao, cổ ngắn. Nó nhảy tót lên đống rơm thật cao, phóng tầm mắt nhìn quanh như muốn mọi người chú ý. Nó sẽ gáy một hồi thật to, thật dài. Nó xòe cánh, nghền cổ, chuẩn bị chu đáo, nhưng chỉ dặn ra bà tiếng ép e e, cụt ngụt. Nó ngượng quá, đỏ chín mặt, hấp tấp nhảy xuống đất. Gà trong làng nổi gáy loạn xị. Phần vừa rồi, tác giả chia thành 3 đoạn rõ rệt. Mỗi một phần, tác giả đều lùi vào một dòng và kết thúc chấm xuống dòng. Vậy đấy là hình thức để ta nhận diện ra 3 đoạn. Mỗi một đoạn, tác giả miêu tả một khác để thấy được sự thú vị của từng con gà. Ở đoạn 1, tác giả nói đến con gà của anh Bốn Linh. Ở phần này, ta sẽ thấy tác giả lựa chọn những từ để thấy được đặc điểm trong hoạt động của nó. Nó có tiếng gáy dõng dạc nhất xóm. Chính vì thế mà tác giả lựa chọn cả tư thế và động tác của nó nữa. Đấy là nhón chân từng bước oai vệ. Ức thì ưỡn ra đằng trước. Khi chó vệ đuổi thì nó bỏ chạy. Thế nhưng nó lại quay ngay lại để nện cho một đá vào đầu. Rồi sau đó lại nhảy phúc lên nóc chuồng trâu. Với cái cánh to rộng, nó có thể bật và nhảy được. Còn con chó thì không. Vì thế mà nó phớt lờ và nó nổi gáy cứ như là thách thức. Trong đó, tác giả đã tưởng tượng ra trong tiếng gáy ấy như đang muốn nói, tao không sợ ai hết. Vậy là tác giả đã sử dụng nhân hóa. Tác giả đã lựa chọn những từ ngữ và sử dụng hoạt động nối tiếp nhau và lôi cuốn ta vào từng hoạt động ấy. Ở đoạn thứ hai, tác giả miêu tả gà của ông Bảy Hóa. Ở con vật này thì tác giả lại lựa chọn cho phù hợp hơn bởi nó có một bộ mã khá đẹp. Bộ mã tức là cái dáng vẻ bên ngoài con nhé. Và nó gáy theo chính là cách mà tác giả đang kết nối giữa đoạn 1 và đoạn 2, qua đó để giới thiệu thêm con gà này. Tuy nó đẹp nhưng nó lại hay với bệnh. Và điều làm nên sự thú vị hay ta còn gọi là tính cách, đấy chính là cách mà tác giả miêu tả qua từng bộ phận. Ví dụ, ở đây tác giả miêu tả bộ mã khá đẹp. Chính vì bộ mã khá đẹp, có lông trắng, có mỏ búp chuối, có cái mào đỏ như màu cờ và hai cánh thì như hai vỏ chai úp lại. Đây chính là cách mà tác giả đã đan xen ngoại hình lẫn với hoạt động trong một đoạn. Tác giả lựa chọn những hoạt động để thấy được tính cách của chú gà này. Biết mình đẹp cho nên nó cũng có những cách cư xử khá thú vị. Nó mời bọn gà mái đi theo. Và khi nó bới được con giun nào thì nó kẹp và để ra giữa. Nó còn mời bọn gà mái đến chơi. Ấy thế mà khi bọn này xô đến thì nó lại nuốt chửng con giun vào bụng. Nó thật là láo lếu. Tuy nhiên nó lại có sự thú vị trong cách miêu tả của tác giả. Vậy con thấy có những đoạn chúng ta có thể lồng ghép giữa ngoại hình và hoạt động. Điều quan trọng còn phải toát lên được tính cách của con gà ấy. Tất nhiên, tính cách này do con định hình quan sát từ con vật để nhận diện ra tính cách. Ở đoạn thứ ba, tác giả giới thiệu về gà của nhà bà Kiên và cũng có sự kết nối giữa đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 thông qua tiếng gáy. Gà nhà bà Kiên lại được miêu tả khác. Lông đen, chân chì có nghĩa là chân màu xám như màu chì con nhé. Bộ giò của nó cao, cổ nó lại ngắn. Khi miêu tả sơ qua về ngoại hình, tác giả tả tiếp về hoạt động. Và những hoạt động này thì lại thấy
thú vị của một chú gà mới lớn. Nó nhảy lên cây rơm, nó phóng tầm mắt ra xa để muốn mọi người chú ý đến nó. Nó gáy một hồi, tất cả những gì nó chuẩn bị đấy là xòe cánh, là nghền cổ. Cứ tưởng rằng sẽ có một hồi thật dài, thật vang. Ấy thế mà, nó đang tập gáy, cho nên nó chỉ gáy được có 3 tiếng e cụt ngủn. Nhân hóa đã làm cho tính cách của con gà trở nên hay hơn khi nó ngượng quá, đỏ chín mặt, hấp tấp nhảy xuống. Một hành động rất đơn giản của chú gà, nhưng qua cảm nhận và thổi hồn cho con vật bằng nhân hóa, cho nên nó đã rất thú vị. Và cuối cùng, tác giả chốt lại kết đoạn gà trong làng nổi gáy loạn xị. Vừa rồi, thông qua bài Những chú gà xóm tôi của tác giả Võ Quảng, cô và Toliha đã giúp các con hình dung được mỗi một đoạn văn khi miêu tả phải có hình thức cụ thể, lùi vào một ô và viết liền cho đến khi tách đoạn chấm xuống dòng. Về nội dung, phải miêu tả được rõ ý trong đoạn đó. Và quan trọng hơn, nhân hóa sẽ làm cho thú vị trong cách miêu tả của con vật và định hình của con về nét tính cách để ta có nhân hóa cho phù hợp. Chúng mình cùng tiếp tục bài thứ hai. Yêu cầu của bài thứ hai: với mỗi gợi ý sau, hãy viết thành một đoạn văn. Chúng mình xem gợi ý gì để ta có thể viết được một đoạn văn tả hoạt động nhé. Câu A: con mèo nhà em bắt chuột rất tài. Câu B: con chó nhà em xinh xắn và đáng yêu. Với nội dung này, ta sẽ mở rộng để phát triển thành một đoạn như thế nào? Trước hết, các con hãy cùng xem cô và Tulia hướng dẫn nhé. Ở phần A, con sẽ viết đoạn văn miêu tả con mèo bắt chuột. Đây chính là đoạn miêu tả hoạt động và con phải sử dụng sự tương phản giữa mèo và chuột. Qua đó, con mới thấy được con mèo bắt chuột tài tình như thế nào. Con có thể lập sơ đồ. Ví dụ, con lựa chọn hình ảnh đối lập giữa mèo và chuột, thì con sẽ lựa chọn ra con mèo khi nó đi tuần tra và nó phát hiện ra con chuột. Lúc này, con chuột sẽ đang ẩn nấp ở đâu đó. Mèo sẽ rình và nó sẽ thu mình theo dõi. Chúng kiên trì vô cùng. Trong khi đó, chuột cũng tinh danh không kém, nó nằm im. Mèo nhanh như cắt, có thể bật dậy và lao ra nếu thấy cơ hội đến. Bởi chuột đã hết kiên trì và im lặng quá, tưởng rằng mèo đi mất rồi nên nó chạy ra. Và động tác để miêu tả con mèo khi vồ chuột đấy là nhún mình. Con có thể lựa chọn tốc độ nhanh, vút hoặc hoạt động vồ. Còn con chuột thì sẽ co cẳng chạy bán sống bán chết. Con có thể lựa chọn hành động con mèo lấy chân chặn vào cổ, lấy chân vơn hoặc là nó tạt. Còn con chuột thì giãy giụa và kèm thêm tiếng kêu thảm thiết. Tất nhiên, cuối cùng con mèo đã tóm được, nó sẽ tận hưởng thành quả của mình. Còn con chuột thì nằm ngây đơ ra và thành món điểm tâm cho chú mèo. Như vậy, con phải đan xen giữa hoạt động của mèo, hoạt động của chuột và hai hoạt động này trái ngược với nhau. Như vậy, ta đã thấy được sự tinh nhanh khi bắt chuột của mèo. Chúng ta cùng tham khảo một đoạn văn sau. Ví dụ nhé. Chú mèo nhà em rất khôn. Ban ngày, chú đi tuần tra tất cả các xó xỉnh trong nhà. Khi phát hiện ra lũ chuột, chú ta chọn một chỗ thật kín để rình. Chú ngồi thu mình lại, mắt chú chăm chú theo dõi đối tượng. Vừa nhác thấy bóng con chuột chạy qua, nhanh như cắt, chú bật dậy, phóng về phía con chuột. Con chuột chạy bán sống bán chết, nhanh như chớp. Chú chỉ nhún mình, vút một cái vồ trúng con chuột. Ngay lập tức, một chân chú chặn vào cổ tên chuột, còn chân kia tát lia lịa vào mặt, vào mũi con chuột. Chỉ một loáng sau, con chuột đã trở thành món điểm tâm của chú. Cũng có khi nhàn rỗi,
Chú nằm sưởi nắng rồi lại cuộn tròn, lăn lông lốc, trêu ghẹo chú gà con. Đây chỉ là một phần gợi ý thôi, các con phải chú ý quan sát thì con mới lựa chọn và miêu tả đúng nhé. Với phần B, con chó nhà em xinh xắn và đáng yêu. Ở phần này, chúng ta sẽ miêu tả nét đáng yêu của chú chó. Nét đáng yêu này có thể toát lên từ ngoại hình, nhưng cũng có thể toát lên từ hoạt động. Tả hoạt động để thấy được nét đáng yêu trong hoạt động ấy, bởi cô đang hướng dẫn các con xây dựng đoạn văn tả hoạt động. Vậy ta lựa chọn những hoạt động nào để thấy được đáng yêu? Tùy từng loài chó, bởi vì chúng có rất nhiều loài khác nhau và tất nhiên nét đáng yêu của chúng cũng khác nhau, nên đây chỉ là một phần gợi ý của cô thôi nhé. Con có thể lựa chọn hoạt động ăn, cái cách mà nó gọi nhẹ nhàng khi nó đói bụng, hay cái cách mà chúng ta vừa ăn vừa được nhận sự dỗ dành, cũng có khi thấy được cái sự đỏng đảnh của nó khi ăn. Cũng có thể con nêu được nó ăn rất gọn và rất sạch. Con có thể thêm hoạt động đáng yêu nữa, đấy là khi chúng ngủ. Với những chú cún con xinh xắn, con có thể thấy nó ngủ lim dim hoặc nó ngủ nhưng rất tỉnh. Đây là đặc thù của loài chó con nhé. Và nghe tiếng động thì nó mở choang mắt và nó sủa om sòm. Con lựa chọn để thấy được nó rất khôn. Ví dụ như khi con đi học về thì chú chó sẽ chạy ra cổng đón, cái đuôi ngoáy tít lên, cái chân chồm lên để đòi bắt tay, hay là cái đầu nó nghênh nghênh, cái mắt nó chớp chớp. Tất cả những hành động này cũng để thấy được nét đáng yêu của chú chó. Ví dụ, con có thể lồng ghép thành đoạn như thế này này. Chú chó nhà em rất đáng yêu. Nó đỏng đảnh lắm. Khi ăn cơm, phải gọi nhẹ nhàng nó mới ăn. Nó ăn từ ngoài vào trong, gọn gàng, ít khi làm đổ bát. Ban ngày, nó nằm lim dim giả vờ ngủ. Ai đi qua hay có bất kỳ tiếng động nào là chú ta mở choang mắt, ráo rác nhìn quanh. Khi em chơi đá bóng ngoài đường, chú ta lại gần, lấy chân khều khều vào chân em, lấy lưỡi liếm nhẹ vào chân em như gọi về. Mỗi khi em đi học về, chú xông xốc chạy ra tận cổng, cái đuôi ngoáy tít, bật chân trước chồm lên, đòi bắt tay, cái đầu nghênh nghênh, đôi mắt nâu hiền lành trông rất xinh.